Đối với niên vụ 2022-2023, những thành phần dinh dưỡng nào sẽ chính yếu giúp cây cà phê phát triển tốt trong mùa khô? Những nội dung này sẽ được Thạc sĩ Phan Văn Tâm, Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, phân tích cụ thể trong chương trình Canh tác thông minh ngày 15 tháng 1 năm 2023. Phân bón Đầu Châu, bạn đồng hành của nhà nông.